Sau 50 tuổi, hãy nhớ mấy điều này. Năm tháng trôi nhanh, cuộc đời không ngắn nhưng cũng chẳng dài. Chớp mắt đã bước sang tuổi 50. Đây là cái tuổi mà chúng ta quay trở về với chính mình. Cái tuổi ngộ ra nhân sinh, cái tuổi chẳng còn gì để tiếc nuối. Ở độ tuổi này, về mặt suy nghĩ cũng đã có rất nhiều thay đổi. Rảnh rỗi, muốn chia sẻ với các bạn vài điều. 1. Sống không vì mình, trời chu đất diệt. Sống hơn nửa đời người vì sự nghiệp, vì gia đình, vì con cái nhiều rồi, đã tới lúc sống cho chính mình. Sống thế nào vui vẻ thì sống, làm những điều mình thích, nhưng trước đó chưa có thời gian làm. Đừng để ý người khác nói ra sao, vì chúng ta không sống trong mồm của người khác. 2. Đừng để sự cầu toàn khiến bạn mệt mỏi. Sống ở đời, không thể chuyện gì cũng được như ý muốn, thay vì mệt mỏi theo đuổi sự hoàn mỹ, chi bằng thản nhiên đối mặt với thực tế, thuận theo tự nhiên. 3. Già và không già. Tuổi tác già nhưng tâm hồn không già, dù già nhưng vẫn không già. Tâm một khi đã già, dù chưa già thì vẫn cứ già. Tất nhiên, khi xử lý một vấn đề cụ thể nào đó, cần nhận mình già thì cứ thản nhiên mà nhận thôi. 4. Quý ở vừa đủ. Sinh mệnh nằm ở vận động, nhưng đừng cố quá. Ăn uống quá thanh đạm sẽ không đủ dưỡng chất. Nhiều cá nhiều thịt quá cũng không hấp thụ kịp. Quá an tĩnh thì cô đơn, quá náo nhiệt thì mệt đầu. Phàm là chuyện gì cũng hãy có một cái độ nhất định. 5. Là một người thông minh. Người ngu dốt tự tạo bệnh cho mình, như uống rượu bia, hút thuốc lá, háu ăn. Kẻ vô tri đợi bệnh đến, đợi bệnh tới mức không chịu được nữa mới đi bệnh viện. Người thông minh phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đối xử tốt với mình là đối xử tốt với cuộc sống. 6. Đừng bước vào vùng sai lầm. Khát rồi mới uống nước, đói rồi mới ăn cơm, mệt rồi mới nghỉ ngơi, buồn ngủ rồi mới đi ngủ, bệnh rồi mới đến bệnh viện. Tất cả đều đã muộn. 7. Tư duy hướng lợi và tư duy có hại. Bước vào tuổi ngũ tuần, chất lượng cuộc sống cao hay thấp, chủ yếu phụ thuộc vào phương thức tư duy. Tư duy hướng lợi nghĩa là phàm làm chuyện gì cũng hay suy nghĩ theo hướng có lợi. Dùng tư duy này để thiết kế cuộc sống, những năm tháng tóc bạc. Có vậy, cuộc sống sẽ tràn đầy sức sống và sự tự tin. Mỗi ngày trôi qua cũng thú vị và phong phú hơn. Tư duy có hại là phàm làm chuyện gì cũng suy nghĩ tiêu cực. Sống qua ngày với sự bi quan, sớm muộn gì cũng lão hóa rồi chết sớm. 8. Học cách vui chơi giải trí. Chơi cũng là một loại nhu cầu cần thiết của người già. Hãy ôm lấy cho mình sự hồn nhiên như con trẻ. Lựa chọn trò chơi mình yêu thích, để rồi từ trong đó hấp thụ niềm vui và sức sống. Rèn cho mình suy nghĩ, chẳng có thua cũng không tức giận. Không tính toán so đo. 9. Làm một người già hoàn toàn khỏe mạnh. Hoàn toàn khỏe mạnh, ý chỉ cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khỏe mạnh và đạo đức lành mạnh. Tinh thần khỏe mạnh đề cập đến khả năng chịu đựng, khả năng tự kiểm soát và các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân của người cao tuổi. Đạo đức lành mạnh đề cập đến sự quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ người khác, cởi mở, rộng lượng và sẵn sàng cống hiến. 10. Kết giao bạn bè. Cuộc sống về già nên đa tầng, đa nguyên hóa và phong phú. Chỉ có một hai người bạn vẫn chưa đủ. Hãy cho mình một nhóm bạn, tình bạn và câu chuyện của mỗi một người bạn trong nhóm sẽ giúp nuôi dưỡng và khiến cuộc sống trở nên phong phú, nhiều màu sắc hơn. 11. Thuận theo tự nhiên. Nếu bạn đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể thay đổi hiện trạng, vậy thì hãy thuận theo tự nhiên đi vậy. Đây có lẽ chính là một sự giải thoát. Phàm là chuyện gì cưỡng cầu quá sẽ không được, dưa chín ép quá cũng không ngọt.